phòng không Nga bắn hạ 17 tên lửa Ukraine trên Biển Đen, 3 tên lửa hướng tới Crimea. Nga tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc toàn bộ chiến tuyến. Mỹ phá hủy bãi phóng UAV của Houthi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 2 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 17 tên lửa dẫn đường của Ukraine trên Biển Đen và 3 tên lửa khác hướng về bán đảo Crimea. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này nêu rõ, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng 20 tên lửa phóng từ trên không nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga và Crimea đã thất bại. Các hệ thống phòng thủ đã phá hủy 17 tên lửa của Ukraine trên Biển Đen và 3 tên lửa khác đang hướng tới bán đảo Crimea. Bộ trên cũng cho biết các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một căn cứ quân sự gần khu định cư Lyubimovka ở Crimea. Trước đó, Thống đốc Sevastopol Mikhail Dvorzhachev báo cáo rằng quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn vào thành phố, trong đó hơn 6 tên lửa bị bắn hạ, không có ai bị thương. Cùng ngày, tờ Pravda của Ukraine đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Sevastopol, Feodosia, Rodine và Kvasidike, Crimea vào chiều ngày 31 tháng 1. Quân đội Nga đã đưa ra cảnh báo không kích và tạm đình chỉ giao thông trên cầu Crimea. Tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine, đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất và phát nổ. Nguồn tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết sân bay Benbek ở Crimea đã bị tấn công bởi tên lửa hành trình Storm Shadow hoặc Sklab. Theo kênh Military Summary, nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2024. Điều đó có nghĩa là Moscow sẽ có thể tăng cường sản xuất vũ khí và có thể tấn công Ukraine với lực lượng lớn hơn nữa. Trong khi đó, trên chiến trường, quân đội Nga tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc chiến đấu. Kênh Raba đưa tin cho biết, chiến sự Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra ác liệt trên khắp các mặt trận. Trên hướng Bakhmut, Nga tiếp tục ép lực lượng Kiev ra khỏi Bogdanovka. Tại Klitschivka không có thay đổi nào, nhưng dự báo sẽ có những trận chiến dữ dội sắp diễn ra. Trên hướng Avdiivka, Ukraine liên tục tổ chức các đợt phản công ở Stepovets. Lực lượng Nga đã tiến tới nhà máy than và hóa chất, cũng như ở làng Pervomaiske. Bên cạnh đó còn có những trận chiến ác liệt ở ngoại ô phía nam thành phố. Trên hướng Zaporizhia, tại khu vực Orekhov, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Rabotino và Vyborovye. Tại Vnamedyevka, các binh sĩ Nga đang tấn công về phía bắc Priudne. Tờ Foreign Affairs cho biết, trong số hàng trăm xe tăng Leopard do phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine, 26 chiếc đã bị phá hủy trên chiến trường. Một số khác gặp vướng mắc do vấn đề sửa chữa và nguồn phụ tùng đảm bảo. Hiệu quả của việc sử dụng xe tăng Leopard phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các đơn vị bộ binh, pháo binh và công binh. Bên cạnh đó, sự sẵn có của cơ sở hạ tầng hỗ trợ cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, tình hình chiến trường cho thấy yêu cầu này rất khó thực hiện. Kết quả là các loại thiết giáp phương Tây viện trợ đã không đóng vai trò quyết định trong cuộc phản công mùa hè của lực lượng vũ trang Ukraine và chiến dịch đã kết thúc trong thất bại. Ngoài xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng không tỏ ra hiệu quả khi binh sĩ Ukraine liên tục chỉ trích khả năng của những phương tiện chiến đấu này trong việc chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chất lượng nhiều chiếc Bradley được cung cấp cho Ukraine cũng bị phàn nàn. Đây là điều dễ hiểu khi quá trình sản xuất đã ngừng lại vào năm 1995 và nhiều chiếc đã nằm trong kho dự trữ của quân đội Mỹ một thời gian rất dài. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine vừa công bố đoạn video mà họ mô tả là Kiev đánh chìm Ivanovets, một tàu hộ tống tên lửa của Nga ở tây bắc bán đảo Crimea. Theo phía Ukraine, vụ tấn công xảy ra vào ngày 31 tháng 1 do đơn vị đặc nhiệm số 13 thực hiện. Nga chưa bình luận về thông tin này. Business Insider chưa xác minh được thông tin. Rất khó để một bên thứ ba có thể xác nhận được thông tin một bên trong cuộc chiến cung cấp, vì đó có thể là chiến thuật tâm lý. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công được báo cáo, nhưng đoạn phim được chia sẻ cho thấy ít nhất 4 xuồng tự sát của hải quân nước này đã được triển khai. Đoạn phim dường như cho thấy các xuồng tự sát tiếp cận con tàu, trong đó một chiếc đâm vào đuôi tàu và một chiếc khác để lại một lỗ lớn ở mạn trái. Các đòn tấn công diễn ra liên tiếp. Sau đó một vụ nổ lớn xuất hiện, con tàu dường như bị nghiêng nặng trước khi bị lật ngửa hoàn toàn, mũi tàu hướng lên trên không. Con tàu này được cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ước tính trị giá khoảng 60 đến 70 triệu đô la Mỹ.
Các quan chức Ukraine cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ của Nga đã không thành công. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU ngày 1 tháng 2 đã nhất trí gia hạn khoản viện trợ mới trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, vượt qua sự phản đối từ Hungary trong nhiều tuần qua. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, các nhà lãnh đạo của khối đã gây áp lực lên Hungary để dỡ bỏ lệnh cấm, yêu cầu Thủ tướng Viktor Orbán chọn phe trong bối cảnh thách thức hiện hữu do cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Kết quả là thỏa thuận đã nhận được cái gật đầu từ Hungary. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tất cả 27 nhà lãnh đạo đã đồng ý về gói hỗ trợ bổ sung 50 tỷ euro cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh thỏa thuận này, nhấn mạnh rằng viện trợ sẽ củng cố sự ổn định kinh tế và tài chính lâu dài của đất nước khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba. Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi và phản đối từ Thủ tướng Hungary, người đã phủ quyết gói viện trợ vào tháng 12 năm ngoái. Theo một số nhà ngoại giao, để đổi lấy việc Hungary bật đèn xanh cho viện trợ Ukraine, khối này sử dụng đòn bẩy là những khoản tiền vốn dĩ được dành cho Hungary, nhưng bị khối phong tỏa trong suốt thời gian qua. Sau khi đạt được thỏa thuận về hỗ trợ ngân sách, các nhà lãnh đạo tiếp theo sẽ thảo luận về viện trợ quân sự cho Kyiv. Xin được tiếp tục chương trình, sẽ là một số các thông tin đáng chú ý về tình hình tại khu vực Trung Đông. Cuối tuần trước, một máy bay không người lái đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Sau đó, chính quyền Mỹ ngay lập tức đổ lỗi cho Iran về vụ việc, tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn. Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ trả đũa vào thời điểm và theo cách mà Mỹ lựa chọn. Đến ngày 31 tháng 1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, cuộc tấn công đã được nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, được Iran hậu thuẫn, lên kế hoạch, cung cấp nguồn lực và tạo điều kiện. Theo ông Kirby, Mỹ sẽ trả đũa nhiều lần, nhắc lại tuyên bố của Nhà Trắng về việc Tổng thống Biden muốn tránh một cuộc xung đột rộng hơn với Iran. Nhiều nhân vật trong giới diều hâu ở Mỹ kỳ vọng Nhà Trắng sẽ phát động chiến tranh với Iran vì những gì đã xảy ra, nhưng có một lý do chính đáng khiến chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa tiến hành tấn công vào lãnh thổ Iran. Lý do chính là vì dầu. Khi nổ ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu dầu trên thị trường quốc tế với số lượng 7,6 triệu thùng mỗi ngày, liên quan đến hai quốc gia, Iran 3,3 triệu thùng một ngày và Iraq 4,3 triệu thùng một ngày. Khối lượng của Iran và Iraq chiếm gần 7,4% tổng sản lượng dầu thế giới vào năm 2023. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, việc mất sản lượng dầu chỉ từ hai quốc gia này có thể dẫn đến thâm hụt lớn trên thị trường dầu mỏ và không có gì có thể bù đắp được. Ngoài ra, việc xuất khẩu dầu lấy từ Syria của Mỹ cũng có thể bị gián đoạn, dù chưa rõ khối lượng chính xác. Đồng thời, Iran có thể phong tỏa việc tiếp cận Vịnh Ba Tư đối với tàu chở dầu từ các quốc gia ủng hộ Mỹ hoặc đi đến các quốc gia này, thậm chí giải thủy lôi ở những vùng biển xung quanh, thậm chí là thực hiện các biện pháp cực đoan hơn. Do đó, hành động đáp trả của Mỹ rất có thể sẽ chỉ là các nhóm thân Iran ở Iraq, Syria, Liban và Yemen mà không tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền của Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ US CENTCOM cho biết, quân đội nước này gần đây đã phá hủy một trạm điều khiển máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi ở Yemen. Theo thông cáo được US CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội X, vụ việc quân đội Mỹ tập kích cơ sở hạ tầng của Houthi xảy ra vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 2 theo giờ Sana. Thông cáo viết, các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào một trạm điều khiển UAV và 10 khí tài của Houthi. Quân đội Mỹ nhận định trạm điều khiển UAV và các khí tài quân sự tại đó của Houthi là mối đe dọa tới các tàu buôn và chiến hạm của Hải quân Mỹ trong khu vực. Việc phá hủy cơ sở hạ tầng và khí tài Houthi của các lực lượng Mỹ là hành động tự vệ. Động thái này sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải, khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn, cũng như đảm bảo an ninh cho các tàu chở hàng và chiến hạm của Hải quân Mỹ. Al Jazeera nhận định, thông cáo trên của US CENTCOM được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phát ngôn viên của Houthi, Yahya Sari, tuyên bố nhóm này đã tập kích tên lửa nhằm vào tàu chở hàng Mỹ coi ở Vịnh Aden. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một số các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hãng truyền thông Ba Lan TVN24 dẫn tuyên bố mới đây của Tổng thống Pep Pavel cảnh báo rằng châu Âu và Ukraine cần phải xem xét khả năng thực tế rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và nhanh chóng ký kết thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Pavel nhấn mạnh, đây không phải là phá hoại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hoặc đặt câu hỏi về Mỹ với tư cách là đồng minh, nhưng chúng ta nên thừa nhận một cách thực tế rằng ông Trump có nhiều điều khác biệt. Tổng thống Pavel, cựu chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, lưu ý rằng
Ukraine không giống như Nga, có rất ít lựa chọn hành động trên chiến trường. Do đó, các đồng minh của Ukraine phải khuyến nghị hạn chế các hành động tấn công và tăng cường phòng thủ. Tổng thống Zek lưu ý Moscow có thể sẽ tăng áp lực quân sự lên Kiev trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 tới, và tình hình hiện tại trên chiến trường không cho thấy Ukraine có thể đạt được ưu thế quân sự trước Nga. Đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở gần thủ đô Manila của Philippines ngày 1 tháng 2. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định. Theo giới chức địa phương, vụ nổ gây cháy sau đó đã thiêu rụi cả nhà máy pháo hoa trên ở gần thành phố Sabuyao, cách thủ đô Manila 40 km về phía nam. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định số người thương vong. Ít nhất có 5 người bị thương nặng và có 1 người đang được chăm sóc tích cực. Theo thị trường Sabuyao, trong số nạn nhân có một trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 7 tuổi, được cho là con của công nhân làm việc tại nhà máy. Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần nhà máy. Mùa đông năm nay, sau tình trạng bế tắc kéo dài trên chiến tuyến, cuộc xung đột ở Ukraine đã chuyển sang giai đoạn mới với nhiều diễn biến mới. Trong những ngày gần đây, Kiev được cho là đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Hàng loạt video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những đám cháy lớn bốc lên trên một kho nhiên liệu ở vùng Bryansk, cảng dầu mỏ gần Saint Petersburg, cùng nhiều mục tiêu và các thị trấn, thành phố khác của Nga, từ Orion và Tula tới Belgorod. Nhưng điều mà thế giới không thấy chính là cách các loại vũ khí được triển khai, bởi các cuộc tấn công thường diễn ra vào đêm khuya từ các căn cứ bí mật ở Ukraine. Những căn cứ này được bảo vệ chặt chẽ tới mức ngoài những binh sĩ vận hành, chỉ có một số kỹ sư dân sự được phép quan sát các vụ phóng, ghi chép và đo lường cẩn thận về cách thức hoạt động, cách quân đội sử dụng chúng hoặc bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamysin, người giám sát ngành công nghiệp quốc phòng cho biết: "Chúng tôi không có thời gian thử nghiệm vũ khí trên trường bắn. Chúng tôi buộc phải thử nghiệm trong chiến đấu. Chúng tôi phải có mặt ở địa điểm chiến đấu, thực hiện các điều chỉnh và các cải tiến cần thiết." Những cuộc tấn công như vậy thường được thực hiện dưới sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine. Theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky, Ukraine bắt đầu giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí phương Tây bằng cách tự sản xuất thêm vũ khí của nước này. Ông Kamysin cho biết, gần như tất cả các cuộc tấn công mà Kiev thực hiện thời gian gần đây nhằm vào các mục tiêu Nga đều không đến từ kho dự trữ của nước ngoài, mà từ các nhà máy và xưởng sản xuất bí mật của Ukraine. Khả năng của Ukraine trong việc sản xuất đủ vũ khí cho quân đội nước này được coi là trọng tâm chính trong chiến lược hiện tại để đánh bại Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng đây chính là lối thoát. Nhưng để chiến lược này có hiệu quả, Ukraine cần phải vượt qua nhiều thách thức. Họ sẽ phải kết nối ngành công nghiệp vũ khí vốn đã lạc hậu với các thiết kế và năng lực vũ khí tiên tiến của các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Trong chuyến thăm Nhà Trắng thời gian gần đây, ông Zelensky đã đề nghị Tổng thống Biden không chỉ viện trợ tài chính, quân sự, mà còn cấp giấy phép để Ukraine sản xuất và sửa chữa vũ khí. Đối với Ukraine, việc khôi phục lại ngành công nghiệp quốc phòng thậm chí còn khó khăn hơn. Từng là trung tâm sản xuất vũ khí của Liên Xô, ngành công nghiệp quân sự Ukraine có hàng trăm nhà máy và hàng chục nghìn công nhân luôn sẵn sàng làm việc. Nhưng ngành này đã bị suy yếu sau nhiều thập kỷ do tình trạng trì trệ và quản lý kém hiệu quả. Theo các chuyên gia trong ngành, sản lượng vũ khí của Ukraine trong năm đầu tiên của cuộc xung đột rất thấp. Trong số các cố vấn của Tổng thống Zelensky, có rất ít người coi ngành công nghiệp này là niềm hy vọng tốt nhất để đẩy lùi Nga trong cuộc xung đột tiêu hao. Trước đó vào năm 2016, một trong những công ty hàng không vũ trụ hàng đầu của Ukraine
đã trình làng một loại máy bay không người lái có tên là Holistia hay Tutledov. Nó có tầm bắn khiêm tốn khoảng 100 km, có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Cả hai đều rất quan trọng trong một cuộc chiến pháo binh. Khi xung đột xảy ra, Ukraine chỉ có một số lượng rất nhỏ máy bay không người lái này. Đến năm 2023, chúng mới được thiết kế lại để bay xa hơn và đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cũng vào năm 2023, Ukraine đã đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào chương trình máy bay không người lái trong nước. Và con số này dự kiến tăng hơn gấp đôi vào năm 2024. Khoảng 200 công ty ở Ukraine hiện đang sản xuất máy bay không người lái cho quân đội, từ các công ty khởi nghiệp cho đến các cơ sở lớn thời Liên Xô. Ngoài việc tăng cường sản xuất vũ khí trong nước, Ukraine cũng kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí phương Tây như Raytheon và Lockheed Martin cung cấp thêm trang thiết bị. Ông Oleksandr Kamysin cho biết, chúng tôi đã tìm thấy cửa sau thay vì yêu cầu công nghệ tiên tiến nhất. Chúng tôi tìm cách sửa đổi những loại vũ khí mà Mỹ không có kế hoạch sử dụng. Các kho hàng của Mỹ chứa rất nhiều thiết bị như vậy. Chẳng hạn, các kỹ sư của Mỹ và Ukraine đã sửa đổi phiên bản cũ của tên lửa Sidewinder, được sản xuất lần đầu tiên vào những năm 1950, phóng từ trên không để tạo ra một vũ khí phòng không giá rẻ hoạt động từ mặt đất. Tên lửa sửa đổi này đã được dùng để bắn hạ máy bay không người lái tấn công của Nga. Tuy vậy, Tổng thống Zelensky và các quan chức dưới quyền ông đều hiểu rằng để đẩy lùi đối phương có ưu thế vượt trội về quân số và công nghệ tiên tiến, Ukraine vẫn cần tiếp cận vũ khí phương Tây, trong đó có các bản thiết kế mang tính bảo mật và hướng dẫn bảo trì vũ khí hạng nặng. Không công ty tư nhân nào ở Mỹ hoặc châu Âu có thể chia sẻ những bí mật như vậy mà không có sự cho phép của chính phủ. Và ông Zelensky đã hối thúc Tổng thống Biden chấp nhận điều đó. Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống Biden có quyền cấp giấy phép giúp khởi động hoạt động sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này sẽ cần phải trải qua quá trình phê duyệt phức tạp trong chính phủ Mỹ. Nhưng điều quan trọng là Ukraine sẽ cần hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ để hồi sinh ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Gần 2 năm sau khi xung đột diễn ra, Nga vẫn giành thế chủ động và lợi thế của nước này trước Ukraine ngày càng gia tăng. Các chuyên gia cho rằng, Nga đang duy trì lợi thế đáng kể so với Ukraine trong một số lĩnh vực quan trọng, và Kiev sẽ cần phải xây dựng được một hệ thống phòng thủ kiên cố nếu muốn chống lại các hoạt động tấn công của đối phương. Các chuyên gia Michael Kochman và Dara Masikot thuộc tổ chức Kendri vì Hòa bình Quốc tế nhận định, nếu không có sự điều chỉnh lớn hoặc cam kết hỗ trợ mạnh mẽ hơn của phương Tây, kho vũ khí của Ukraine sẽ cạn kiệt theo thời gian, và Ukraine sẽ buộc phải đàm phán với Nga từ một vị thế yếu. Trong trường hợp ngược lại, Kiev có thể xây dựng những lợi thế cần thiết để tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn vào năm 2025, tạo ra một cơ hội khác để đẩy lùi Nga trên chiến trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Báo Điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại!